Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Đinh Trần Kim Ngân, là một trainer, master coach và là chuyên viên tư vấn khoa học vân tay. Tôi đến từ Học viện Quốc tế NUMI, Học viện Con Người Mới. Ngày hôm nay trong đoạn video clip này, tôi xin được phép chia sẻ với các bạn về một số những cái đặc điểm chính yếu về tính cách bẩm sinh của chủng ạt trong lĩnh vực khoa học vân tay. Các bạn biết không, trong suốt quá trình làm nghề tư vấn thì có rất là nhiều những câu hỏi của khách hàng cũng như là rất là nhiều những anh chị quan tâm đến khoa học vân tay đặt cho tôi, đó là tính cách bẩm sinh của chủng ạt là người như thế nào. Thật sự khi tiếp xúc với những con người này, các anh chị và các bạn sẽ thấy được rằng ở những con người này có một cái xu hướng mà mình sẽ luôn luôn thấy ở họ, đó là cái xu hướng cách làm việc của họ theo phong cách chậm mà chắc. Họ không bao giờ có xu hướng làm mọi sự ào ào. Cả trong một cái đội nhóm cũng vậy. Một đội nhóm sẽ có những chủng tính cách. Khi bắt tay vào một công việc nào đó, họ sẽ hướng về phía trước và tập trung rất là nhanh. Tuy nhiên chủng ạt, khi họ bắt đầu làm việc, họ sẽ theo xu hướng, họ nghiên cứu hết mọi sự, sau đó họ mới bắt tay vào làm. Bởi vì chủng ạt có một cái đặc tính là họ thích sự an toàn và chắc chắn. Cho nên khi họ ra một cái quyết định nào đó, họ sẽ có xu hướng là cảm thấy an toàn, chắc chắn thì họ mới làm. Tương tự như vậy, nếu như nói những người chủng ạt, có thể nói những người chủng ạt là những người ưu tiên yêu thích làm việc theo phong cách quy trình lặp đi lặp lại. Và họ có khả năng rất là hay là sau khi họ học một cái gì đó mới rồi, sau một thời gian họ tự lập cho mình một cái quy trình và một nguyên tắc riêng vào cách làm việc của mình. Chính vì thế nên có thể nói những người chủng ạt là những người có thiên hướng yêu thích sự tỉ mỉ và rất thực tế. Đối với họ, khi họ đã làm việc cho một ai đó, cho một người sếp nào đó, thì thường họ tạo cho người khác cảm giác đây là những con người trung thành và rất đáng tin. Bên cạnh đó thì khi các bạn tiếp xúc với lại chủng ạt, các bạn sẽ thấy những người chủng ạt có thêm một cái đặc tính nho nhỏ nữa, đó là họ ít khi nào giao tiếp, hoặc là đôi khi họ giao tiếp với người lạ sẽ cảm thấy hơi ngại ngùng và e dè, bởi vì cái tính cách bẩm sinh an toàn của họ nó sẽ bộc lộ ra rất là rõ. Và những người chủng ạt là những người có xu hướng thích sự tĩnh lặng và yêu thích cái điều gì đó liên quan tới sự khép kín, cho nên họ sẽ không nói nhiều về bản thân mình, mà họ thích những cái gì đó nó sẽ làm đi, không nói nhiều, chỉ là dựa trên những kết quả để mà nói ra mà thôi. Và đó là một vài những tính cách cơ bản của chủng ạt mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với lại tất cả các bạn. Nếu như các bạn muốn hiểu sâu thêm, vậy với tính cách này thì cần có những giải pháp nào để cho tính cách này bộc lộ hết toàn bộ tối ưu những khả năng đặc biệt nhất, thì hãy liên hệ với chúng tôi, Học viện NUMI, trong lĩnh vực khoa học vân tay. Xin cảm ơn các bạn.